Sửu năm 2019 nam mạng chính là một phần trong tử vi chọn đời của bạn. Thế nhưng phần luận giải này chi tiết hơn rất nhiều, giúp bạn nắm bắt được tất cả vận hạn tuổi Quý Sửu năm 2019 kỷ hợi. Qua phần luận giải vận mệnh tuổi Quý Sửu năm 2019 thì bạn sẽ thấy được cuộc sống của người sinh năm 1973 như hiện ra trước mắt mình. Những điều tốt, điều xấu, vận may, cơ hội hay những điều rủi ro đều được nói rõ. Kèm với đó là lời phân tích thiệt hơn của những chuyên gia hàng đầu về tử vi của chúng tôi. Xem tử vi năm 2019 tuổi Quý Sửu nam mạng thì thấy được năm kỷ hợi sẽ được sao Thổ Tú chiếu mệnh và gặp hạn ngũ mộ. Sao chiếu mạng thì mang đến trở ngại, xung khắc còn hạn tuổi mang đến sự hao tài, bất an cho gia chủ. Nhìn chung cả hai đều rất xấu. Ngoài ra, xem tử vi tuổi Quý Sửu nam mạng năm 2019 còn thấy được vận niên của bạn cũng xấu, chỉ có tiểu vận của bạn đi vào vương địa là tốt mà thôi. Thế nhưng nó cũng không thể trấn áp được những điều không tốt mà vận niên và sao hạn mang đến. Sau đây là phần luận giải tử vi tuổi Quý Sửu năm 2019 nam mạng. Xem tử vi 2019 tuổi Quý Sửu nam mạng sinh năm 1973, Quý Sửu 47 tuổi nam mạng sanh từ 3/2/1973 đến 2/2/1/1974 tướng tinh, con cua biển, con rồng, thanh đế, quan lộc. Y, xem tử vi Quý Sửu 1973 năm 2019 nam mạng mạng tang đố mộc, cây dâu tằm, sao, thổ tu, rối rắm, nạn tai hạn, ngũ mộ, hao tài, mất của vận niên, chư phùng hỏa, heo gặp lửa, thiên can, quý gặp kỳ, phá, hao tổn địa chi, sửu gặp hợi, tam tai ốm đau, khó khăn xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Màu sắc, hợp màu, đen, xanh, kỵ màu, đỏ, trắng. Ai, tổng quát tử vi tuổi Quý Sửu nam mạng một, con người, tính cách quý bạn tuổi Quý Sửu là người khôn ngoan, tế nhị trong lời nói và cung cách giao tế, dễ được lòng mọi người. Số không nhờ cậy người thân nhưng được người dưng giúp đỡ. Tha phương lập nghiệp sẽ thuận lợi hơn. 2. Sự nghiệp, tiền tài với dáng vẻ hào hoa, duyên tình rối rắm, gia đạo khó yên nên sự nghiệp cũng chậm thành. Ngoại trừ sanh thuận thu, đông mới có phần an nhàn phú túc. 3. Cuộc sống, vận hạn vận mệnh tuổi Quý Sửu năm 2019 nam mạng tuổi trẻ chịu lắm phong trần, đông đoài qua lại, vui chiều buồn mai, nhưng không vất vả tấm thân, chỉ khổ về tinh thần, tình cảm. Đi vào trung vận, nếu biết tu thân tích đức, sự nghiệp lên dần, gia đình ổn định, nếu đừng để tài sắc lôi cuốn, hậu vận mới an nhàn, cuộc sống ấm êm. Y, xem chi tiết tử vi tuổi Quý Sửu năm 2019 nam mạng 1. Sao chiếu mệnh tử vi Quý Sửu 2019 nam mạng năm nay quý bạn gặp sao Thổ Tú chiếu mạng, thường sinh rối rắm về công việc, học hành, tình cảm bất hòa và dễ gặp tai nạn. Sao Thổ Tú thuộc hành thổ, đối với mạng thổ, ít bị thiệt hại. Thổ Tú tháng 8 tháng 4 gia đình tan tác hao hư bạc tiền lệ trào tơi tả triền miên biệt ly nội ngoại muộn phiền tiễn đưa hai. Hạn tuổi tử vi năm 2019 tuổi Quý Sửu nam mạng năm nay quý bạn mắc phải với hạn ngũ mộ, dễ sinh hao tốn nhiều mặt, ngoài ra còn có thể bị trộm cướp, tiểu nhân lừa gạt. 3. Tứ trụ tử vi tuổi Quý Sửu nam mạng năm 2019 về tứ trụ, với thiên hư, địa lợi, tuy bản mệnh thì vững nhưng do không hợp thời cho nên đầu năm tất cả mọi công việc đều gặp khó khăn. Tất cả các công việc tiền bạc đều do một mình bản thân cố gắng chứ không nhờ và được anh em bạn bè. 4. Vận niên tử vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2019 năm nay quý bạn có vận niên chư phùng hỏa là hình tượng lợn bị gặp lừa, lợn quay. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao. Giúp cho người khác thì gặp cảnh làm ơn nên oán, chi bằng thủ thường an phận cho xong vậy. Dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm, nên chỉ làm công ăn lương, giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận, công danh phải nhờ người giúp đỡ mới nên. Đường tình duyên không có gì thay đổi lớn về cuối năm sẽ tốt. Phối hợp xem tử vi 2019 tuổi Quý Sửu nam mạng trên các yếu tố, đứng về mặt ngũ hành để luận giải. Năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, hậu vận là thiếu gốc, thổ vận bất cập. Đối với quý bạn mạng mộc, gặp năm mộc là tương trợ lẫn nhau cho nên gặp hung hóa cát. Sao hạn vận niên yếu kém,
công việc nhiều rối rắm, quan hệ sinh điều chống trái. Vận niên chư phùng hòa, cuộc sống thường gặp chuyện nghịch ý, trái lòng, công việc làm ăn cũng bị chống phá, cạnh tranh, tinh thần phải lo lắng nhiều mặt, tình cảm, gia đạo bất hòa. Ai luận vận hạn tuổi Quý Sửu năm 2019 nam mạng về mặt tử vi 1, cung đặt mệnh tử vi Quý Sửu nam mạng 2019 tiểu vận đi vào vương địa, cho nên quý bạn tuy bản mệnh rất vững nhưng không nên đầu tư tiền bạc vào công việc làm ăn nhiều. Đại hạn 10 năm từ 43 đến 52 tuổi là thời gian vượng phát, sự nghiệp thịnh hưng. Tiểu hạn tuy xấu nhưng được đại hạn sáng sủa, sẽ giảm phần khó khăn, nhưng mọi việc nên cẩn thận. 2. Cung tiểu hạn tử vi năm 2019 tuổi Quý Sửu nam mạng năm nay cung mệnh có các sao Long Trì, Tiểu Hao, Quan Phủ, Mộ, đây là bộ sao xấu chủ về tiền bạc tiêu pha nhiều và trong có nhà có nhiều chuyện buồn đưa tới. 3. Cung tam hợp tử vi tuổi Quý Sửu năm 2019 nam mạng tại tam hợp cung mệnh có các sao Đường Phủ, Hỷ Thần, Phượng Các, Giải Thần, Đế Vượng, Tràng Sinh. Đây là bộ sao tốt chủ về trong năm có tin vui hỷ tín hay có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở trong gia đình. Tuy nhiên ngoài ra có bộ sao Hoa Cái, Bạch Hổ, Kình Dương, Quan Phủ, Thiên Khúc, Thái Tuế, đây là bộ sao xấu chủ về bệnh về tuổi già và có bệnh về xương khớp và trong năm nay trong nhà thiếu hòa khí. 4. Cung xung chiếu tử vi tuổi Quý Sửu nam mạng năm 2019 tại cung xung chiếu mệnh có cá sao Lưu Niên Văn Tinh, Thiên Quan, Đại Hao, Điếu Khách, Phá Toái, Quan Đới, Triệt, đây là bộ sao xấu chủ về thất thoát của cải công việc làm ăn của con cháu, gặp nhiều khó khăn có người phá hoại. Tổng hợp các yếu tố trên về phương diện ngoại giao và việc làm, trong năm 2019-2020 quý bạn nên tập trung vào các công việc cũ là tốt nhất, không nên mở mang nhiều công việc chủ về khó khăn về phương diện tài chính, tiền bạc tiêu pha nhiều. Cẩn thận hòa do tiền bạc gây ra về phương diện tình cảm, vợ chồng bất hòa, mỗi người một tính mà gây ra cãi vã về phương diện sức khỏe, chú ý đừng ăn uống tiêu hóa kém, bệnh về dạ dày. Nhìn tử vi Quý Sửu năm 2019 nam mạng tuy bản mệnh thì vững nhưng lại co gặp thời cho nên mọi công việc làm ăn không được tốt. Trong năm nay tuổi quý bạn nên chú ý không nên đầu tư làm ăn vào công việc nhiều hay mua đồ hộ người khác. Quý Sửu mạng một cung ly dáng dấp phong độ ai bì được đâu, việc làm suy nghĩ cao sâu, đông xuân thuận số, người hầu người lo nghịch xanh, lên xuống khó dò, một thân tự lập, ấm no một mình công danh khó được, phỉ tình tha phương lập nghiệp, gia đình ấm êm trung niên gia cảnh vững bền ăn ở có đức, hậu niên an nhàn Kỷ Hợi năm mới lại về. Công danh sự nghiệp bốn bề gian truân, các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Quý Sửu nam mạng là tháng 2, tháng 6. Tháng 10 âm lịch, đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Quý Sửu làm mọi việc, vật phẩm phong thủy hộ thân. Đối với tuổi Quý Sửu nam mạng trong năm 2019 để hóa giải sát khí do sao thổ tú thuộc hành thổ gây ra thì nên dùng hành kim để tiết khí, như đeo trang sức đá quý màu trắng như thạch anh trắng, vòng bạc và một số loại trang sức khác, hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành thủy hoặc mộc để tăng vận khí của bản thân. Vi tử vi Quý Sửu 1973 năm 2019 nam mạng theo các mùa 1, xem tử vi Quý Sửu nam mạng 2019 trong mùa xuân, tháng riêng, đầu năm nên chú ý đừng ăn uống và tiền bạc tiêu pha nhiều. Tháng 2, có tin vui về hỷ tín trong gia đình, tuy nhiên thì gia đạo bất hòa. Tháng 3, xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn, hay có sự đi chuyển đi lại nhiều. 2, xem bói tuổi Quý Sửu 2019 nam mạng vào mùa hạ. Tháng 4, không nên đầu tư tiền bạc vào làm ăn nhiều, chủ về thua lỗ. Tháng 5, sức khỏe không được tốt, có bệnh về xương khớp. Tháng 6, được âm phù dương trở nên gặp hung hóa cát, chú ý tai bay và gió. 3, xem tử vi năm 2019 tuổi Quý Sửu nam mạng trong mùa thu. Tháng 7, tiền bạc tiêu pha nhiều, chú ý gặp phải cửa quan pháp lý. Tháng 8, công việc làm ăn bình thường, tuy nhiên có tin vui trong gia đình. Tháng 9, chú ý xe cộ đi lại cẩn thận, hay có thương tích ở chân tay. 4, xem tử vi Quý Sửu năm 2019 nam mạng trong mùa đông. Tháng 10, có lộc về làm ăn tuy nhiên không nhiều, đau ốm gặp được thầy thuốc. Tháng 11, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, cẩn thận có người già đau ốm. Tháng chạp, mọi việc hanh thông, có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên chú ý trụng đạo vi hướng dẫn cách cúng giải sao hạn trong năm 2019 theo tử vi tuổi Quý Sửu nam mạng năm 2019 để giải hạn cầu an thì đầu năm nên cầu an,
giải hạn mỗi tháng và nên cúng vào ngày 19 âm lịch và cúng vào lúc 21 giờ, thắp 5 ngọn đèn hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi Trung ương Mậu Kỳ Thổ Đức Tinh Quân. Rồi khấn, cung thỉnh Thiên Đình Hoàng Trung cung Đại Thánh Thổ Đức Thổ Tú Tinh Quân vị tiền. Trên đây là tất cả phần tử vi tuổi Quý Sửu 2019 mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn định hướng được đường đi, nước bước của mình trong năm mới Kỷ Hợi. Ngoài xem tử vi 2019 tuổi Kiêu Ý Sửu, bạn cũng có thể tham khảo tử vi của những thành viên khác trong gia đình tại website xemvanmen.net của chúng tôi. We'll be right back.